ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Lê Minh Trọng, 18 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An, mức án 7 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp án tù Trọng phải chịu cho hai tội danh là 8 năm. Theo cáo trạng, tối ngày 23 tháng 8 năm 2023, Chu Phước Đê, 16 tuổi, Nguyễn Minh Tê, 16 tuổi, Đỗ Đoàn Duy Tê, 16 tuổi, cùng ngụ xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An và một thiếu nữ đến nhà của Trọng uống rượu. Uống đến 2 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2023, Huỳnh Thanh Hát, 16 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Tân An, gọi điện thoại rủ Trọng đến vỉa hè bưu điện trung tâm tỉnh Long An thuộc phường 2, thành phố Tân An để uống sữa đậu nành. Trọng rủ cả bàn nhậu cùng đi. Trước khi đi, Nguyễn Minh Tê nói Trọng lấy theo con dao mà Tê đã gửi trước đây để phòng thân, vì trước đó từng bị một nhóm thanh niên lạ mặt chặn đường ở phường 2 đòi đánh. Khi nhóm của Trọng đến quán sữa đậu nành thì gặp một nhóm thanh thiếu niên khác đang ngồi uống sữa ở đây. Trọng nhìn trong đó thấy có một thanh niên và nghĩ rằng người này đã từng chặn đánh mình trước đây, nên quay ra bàn bạc với bốn thiếu niên còn lại đánh trả thù. Sau đó, nhóm của Trọng lao vào tấn công bất ngờ khiến một người trong nhóm kia bị chém trúng tay thương tật 15%, một người bị chém trúng đầu thương tật 65%. Theo hội đồng xét xử, Trọng là người cầm đầu nên có mức án như trên. Hội đồng xét xử còn tuyên Chu Phước Đê mức án 7 năm tù, Nguyễn Minh Tê mức án 4 năm tù, Đỗ Đoàn Duy Tê mức án 3 năm tù và Huỳnh Thanh Hát mức án 2 năm tù về cùng tội giết người. Thời điểm gây án, bốn thiếu niên này chưa đủ tuổi nên bỏ qua tội cố ý gây thương tích, chỉ mỗi Trọng lúc đó đã 17 tuổi nên phải chịu thêm tội này.